kiểm tra nhá. Biển hình tam giác kìa anh. Ừ. Biển đây là biển hạn chế tốc độ. Ừ. Là biển đi chậm. Đi chậm đấy, hạn chế tốc độ đấy. Vâng.
từ Hải Phòng sang Quảng Ninh rồi đấy. Bây giờ nó bị nạt nhà đấy. Ê, nó nhớ mẹ nó đêm nó rồi cứ đi nào nào. Nó lại bay về rồi. Bay ở gì? Thế nó bảo nghĩ thì nó có bay được về Quảng Hải Phòng không? No. Không được á? Thế khổ thân đó nhỉ? Thuyền rồi.